Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo và toàn thể bà con nhân dân, hiện nay tảo hôn đang là vấn nạn nhức nhối cho toàn xã hội. Do sự nhận thức còn kém của một số thành phần chưa hiểu biết về độ tuổi kết hôn nên đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Và thực tế cho thấy trong thời gian cách ly xã hội do dịch bệnh Covid gây ra đã có rất nhiều trường hợp kém hiểu biết và không nắm được quy định về hôn nhân nên đã có rất nhiều trường hợp tảo hôn và kết hôn sớm, gây ra rất nhiều hậu quả đáng tiếc mà không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà còn ảnh hưởng đến xã hội. Để phản ánh lại những tác hại của việc tảo hôn sớm, đội tuyên truyền của xóm Biệng xin gửi tới quý vị, ban giám khảo cùng toàn thể bà con nhân dân tiểu phẩm mang tên Sai lầm của bố. Học sinh sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ được nghỉ học đến hết tháng 3. Đây là đề nghị của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh Xã hội để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Cái ông này đang xem công tế thời tiết cái giai đoạn nó căng thẳng như thế ạ. Xem gì mà xem, đau hết cả đầu. Thơm này. Trong giai đoạn cách ly xã hội này, mẹ thấy con ở nhà nhớ cố mà chăm học vào nhá. Mày cứ nghe thấy mẹ mày nói gì không đây? Suốt ngày cắm mặt với cái điện thoại. Ba phải lo làm cái gì? Covid mới chả có đi. Mà tao bảo ấy, học hành làm cái đếch gì? Kiếm cho tao cái thằng rể nào mà nhiều tiền này, đi mấy cái con xe xịn xịn để đưa tao lên phố. Cái ông này buồn cười thật đấy. Con nó còn đang tuổi ăn tuổi học. Chồng với con nó gì rồi này? Thì phải như tôi với bà hồi đấy thì mới loại ra nó đây. Mà ấy, tôi tính rồi. À, cái đứa mà hay đưa mày bằng cái con ý trở chay ấy, tao ưng thằng đấy lắm rồi. Mày liêu mà ấy với nó đi. Ông bị điên à? Con đang tuổi ăn tuổi học, nó đang lớn này. Ôi giời, ba phải lo làm cái gì? Biết bao giờ cái Covid này mới hết. Mà ấy, tôi tính rồi, cuối tháng này làm luôn, cưới luôn. Mày liệu mà cứ say rượu làm ba làm mẹ. Ăn cơm đi. Say cái gì mà say? Ăn được con. Từ sáng tôi có rửa ruột 2 lít thôi mà. Say đi mà say. Ông kinh rồi. Kinh nào. Mẹ ăn rau rồi đẹp da mẹ. Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn, ăn rau đi mẹ. Tao nghe quen thế nhở. À, tiếng xe này. Con rể cưng của tao đấy. Đang ăn mất cứng, không ăn nữa. Ăn thôi. Ý, bác gái. Không dám. Thơm, ăn xong đi. Vào trong cái học bài. Bố, ý. Con. Bố ơi, con chưa thấy cái trường hợp nào mà nó... Nào, sao con? Đẹp một cách nam tính thế bố. Trời, vợ bố chọn nó phải nhát. Sao đây làm gì con? Bố ơi, nay con sang biếu bố một chai táo trọ, táo mèo bố ạ. À, cái này là táo mèo thật hả con? Ngon bố ạ. Có phải đúng cái nhà anh Chiến Tươi không? Bố đúng đấy bố ạ. Làm chén con. Ê. Để bố rót. Bố để con. Để bố. Ê, bố. Để bố. Ê. Mày rót đi. Ôi. Mệt hết cả người. Rượu ngon lắm bố ạ. Bố thấy là bố thích rồi này. Nhà anh Chiến nên bán rượu ngon thôi. Con kính bố. Được, đằng này được. Chăm chăm con nhá. Mời bố. Đúng cái loại một rồi con.
Ê, bôi. Làm sao con? Chiều, lúc chiều này ấy. Làm sao? Con đi cắt rau su su ấy. À, cái rau su su á. Con qua nhà bác Trung liền thịt, thịt con lợn ngon lắm bố ạ. Ngon á, à, lợn Bắc Sơn hả con? Con bỏ luôn su su con vào làm luôn đĩa lòng. Trời, bỏ Bắc Sơn bố thích ăn đấy này. Con thừa đúng hai khúc con mang về cho bố nhắm rượu đây này. Hai miếng á? Mà cái gì sai sai, hai miếng á? Đồ thừa. Mà thôi, thằng này hiếu thảo, cố ý làm nhờ con. Nhân dịp có rượu ngon với cả mồi mới, con rót cho bố đây. À, từ từ bố ơi. Lại làm sao con? Bố ơi, tí... ăn tối xong ấy, bố ơi cho con với em Thơm ra bờ kè bắt châu chấu một tí bố nhá. Mày chỉ được cái giống bố đấy. Cái hồi xưa tao phải lừa ông ngoại của con Thơm loại ra mẹ nó đấy, mày giống bố. Bố chỉ được cái hiểu tính con thôi. Tao là tao ưng mày lắm đây này. Bố gọi Thơm cho con. Thơm với Thò thì đợi tao. Thơm! Dạ. Nha đây bố bảo. Có chuyện gì không bố? Tao bảo mày này. Mày hôm nay tao đặt cách cho mày đi chơi với cả anh Thơ. Tôi con không đi đâu. Ở mày nhà con một đống mệt tập kia kia. Học hành em đi tất bảo lấy chồng rồi. Mà ấy, mày mà phải về trước 12 giờ em con nhá. Dạo này trộm chó nhiều lắm. Mà thôi, ngày mai mày mới về tao đi. Mệt hết cả người. Tôi con không đi đâu. Mày đi đi để bố ấy ấy mẹ tí. Không bố. Mày đi nha, tao làm tí đã. Thôi mà đi. Đi chơi với anh mua chúp ba chúp cho nhá. Tôi em không đi đâu, còn một đống bài tập kia kìa. Đi với anh đổi điện thoại mới iPhone 14 nhá. iPhone 12 Pro Max anh nhá. Đi tí thôi nhá. Đi tí đi gì? Thì đi. À, đi đi thế đi một tí. Thế đi đi tí. Đi nhá. Phanh. Ui 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 ui. Phanh ăn quá em ạ. Chết. Mình xuống đây em nhá. Này sao đẹp lắm anh nhỉ? Em thấy gì không? Gì đó Thơ? Ui, trăng này đẹp chưa? Thơ mày. Dạ. Mình quen nhau cùng 3 ngày rồi. Thơm có điều gì muốn nói với Thơ không? Thơ nói đi. Thơm ơi. Dạ. Gì đó Thơ? Trong thời gian mình quen nhau, Thơ chấp nhận ra một điều mà từ trước Thơ chưa nói với Thơm. Điều gì đó Thơ? Thơm à, cái cánh của Thơm chùa quá. Nói đúng rồi còn nói to rồi. Ờ kìa, đã kịp ăn chút. Ui trời ơi. Thank you.
bố chứ. Phòng thì thấp với cả ngũ lì bì con nhá. Mà nhớ mang cả cái bích quy kia nữa. Mà phải chọn cái hàng nhà Tùng Bến nhá, bố mới ăn nhá. Thế nhá, con nhá. Thế gì mà quy với cả quy ở đây? Bà, sao đây tôi bảo? Mà gọi luôn con thơm sao? Có chuyện gì? Cứ gọi ra đây, bà cha biết cái gì cả. Thơm ơi, ra đây bố bảo gì con? Tao là tao tính rồi. Cuối tháng này, à ngày mai, cái thằng Tho kia nó lấy con thơm đấy. Tôi là tôi chốt rồi nha, không có cái gì đâu nhá. Ông buồn cười nhỉ? Con vừa mới lên đang toán học, chồng với con gì? Trời, nuôi nó tốn kém nhà tôi à? Thôi mẹ cũng không lấy đâu, cái thằng đấy vừa hôi vừa cao lấy. Vừa dê cũng lấy tao đâu. Tao bảo lấy mẹ. Ông cứ cố chấp đi. Tôi... con tôi chứ phải con bà đâu mà bà phải lo. Ông ngồi đấy để tôi gọi cán bộ sang. Mà nó sắp đủ tuổi rồi, lấy hết Covid. Tôi gọi cán bộ hàng giải thích cho ông xem. Ông cố chấp đi. Tưởng có sợ à? Gọi đi. Ông đợi đấy. Gọi đi. Đợi đấy. Tao bảo mày lấy là lấy tao. Thằng nhiều tiền. Xịt, chó như này tiếp tục dài ra đây. Ai đấy nhỉ? Ô, chào các cô chú. Mời các cô chú vào nhà. Chào các anh chị cán bộ nhá. Đến nhà tôi thì đây. Con đâu? Đi lấy gì ông bố? Gia đình mình có chuyện gì mà rôm rả thế à? Ui giời, chẳng qua là thế này cô chú ạ. Không thấy ấy. Ông nhà tôi suốt ngày rượu chè, không hiểu ăn mù mê thuốc lú của thằng gì xóm bên ấy, bắt gì ép con gái tôi mai cứ lấy chồng. Thế là tôi cứ giải thích cho ông ấy mà ông cứ không nghe gì đâu. Mà cô chú đến đây có việc gì thế nhỉ? Chúng tôi đang đi tuyên truyền về Covid và nạn tảo hôn đang là vấn đề nan giải hiện nay ạ. Vít với chả vạt. May quá. Đúng lúc tôi cũng cần vừa định gọi cô chú đến đây để giải thích cho nhà tôi nghe. Giờ cô chú giải thích hộ cho tôi với. Giải thích được giải thích cái gì mày? Ông nhìn xem nào. Đúng rồi đấy hai bác ạ. Ở làng bên cũng có hai trường hợp do vi phạm bị xử phạt do thiếu hiểu biết về tảo hôn đấy các bạn, hai bác ạ. Giải tướng gì? Tao mới chả tảo hôn, mới chả hôn ý. Thưa bác, theo điều 8 khoản 3 Bộ Luật Hôn Nhân và Gia Đình năm 2014 có quy định tảo hôn là việc lấy vợ lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật ạ. Nếu mà mình cố tình thực hiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm ạ. Tưởng tôi sợ à? Tiền thì tôi không có, nhưng mà con rể tôi thì đầy. Dạ thưa bác, tảo hôn là hành vi bị cấm, nếu cố tình thực hiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ạ. Hình sự? Hình sự là cái gì? Thưa bác, theo điều 183 năm 2015 quy định về tảo hôn như sau. Mệt hít. Người nào tổ chức việc lấy vợ lấy chồng cho những người chưa đủ tuổi kết hôn đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm đấy bác ạ. Cái cải tạo không giam giữ giống kiểu anh Bạch kìa. Đấy, ông mới nghe thấy gì chưa? Tù ấy. Tôi cũng có biết mấy cái này đâu. Mà cũng phải cảm ơn các cán bộ tôi mới hiểu chứ tôi sợ đi tù lắm. Đấy, giờ ông nhận ra cái sai của mình chưa? Tôi cũng biết tôi sai rồi. Tôi xin lỗi em yêu của tôi. À, bố xin lỗi con, mà cảm ơn cán bộ nhá. Cảm ơn bác đã hiểu ra vấn đề hôm qua. Qua cái chuyện của gia đình mình ngày hôm nay, toàn thể
Rồi, chúng tôi cũng muốn gửi đến toàn thể hội thi một thông điệp. Hãy kiện trẻ em và kiên quyết phản đảo hơn.